Mời các em cùng tìm hiểu bài học thực hành vẽ hình chữ nhật. Qua bài học này thì các em sẽ biết sử dụng thước kẻ và eke để vẽ được một hình chữ nhật, biết độ dài hai cạnh cho trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm. Như vậy thì ta có thể vẽ như sau. Vẽ đoạn thẳng DC bằng 4 cm. Đây là đoạn thẳng DC. Sau đó vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D. Trên đường thẳng đó ta sẽ lấy đoạn DA bằng 2 cm. Đây, chúng ta vẽ và lấy đoạn DA bằng 2 cm. Rồi vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB bằng 2 cm. Tương tự như vậy thì chúng ta vẽ được đoạn thẳng CB. Nối A với B thì ta sẽ được hình chữ nhật ABCD cần vẽ. Vậy thì để khắc sâu hơn kiến thức chúng ta vừa được học, các bạn hãy cùng cô bước sang phần luyện tập thực hành. Đầu tiên bài 1, câu A, vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm. Sau khi vẽ hình, chúng ta sẽ thực hiện tính chu vi hình chữ nhật đó. Thì chúng ta sẽ vẽ hình như sau. Sẽ vẽ đoạn thẳng DC dài 5 cm. Sau đó vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D. Và trên đường thẳng đó ta sẽ lấy đoạn DA bằng 3 cm. Tiếp theo ta vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C. Và trên đường thẳng đó ta lấy đoạn thẳng CB bằng 3 cm. Nối A và B thì ta sẽ được hình chữ nhật ABCD cần vẽ. Vậy hình chữ nhật này được tính chu vi như sau. Chu vi của hình chữ nhật ABCD là chúng ta sẽ lấy chiều dài là 5 cộng với chiều rộng là 3, tất cả nhân cho 2, kết quả bằng 16 đơn vị cm, đáp số 16 cm. Bài 2, hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia cm kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình chữ nhật ABCD. Các bạn vẽ như những gì cô đã hướng dẫn ở những hình vẽ trước. Chúng ta sẽ vẽ được hình chữ nhật ABCD có cạnh AB và cạnh DC đều bằng 4 cm, tức là chiều dài của hình chữ nhật này là 4 cm. Cạnh AD và BC là hai cạnh ngắn và có chiều dài là 3 cm. Sau khi vẽ được hình chữ nhật này thì các bạn sẽ thực hiện nối điểm B với điểm D, điểm A với điểm C, và đây là hai đường chéo của hình chữ nhật. Chúng ta sẽ sử dụng thước có chia cm để kiểm tra xem thử hai đường chéo này có bằng nhau không. Và sau khi kiểm tra, các bạn có thể rút ra được nhận xét đó là hai đường chéo này bằng nhau. Và chúng ta cần ghi nhớ hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau. Vậy thì để học tập tốt hơn, hãy cùng cô mở iCbook ra để cùng luyện tập thực hành bài học ngày hôm nay. Trong bài thực hành vẽ hình chữ nhật, chúng ta có 3 bài tập để có thể luyện tập thực hành. Đầu tiên là bài 1. Phần A. 1. A. Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện được bài tập này. Ở đây chúng ta có sẵn các điểm được đánh dấu, và giữa các điểm này thì hai điểm liên tiếp cách nhau 1 cm. Vậy thì các bạn hãy vẽ chiều dài của hình chữ nhật là 5 cm, sau đó vẽ tiếp chiều rộng của hình chữ nhật này là 3 cm. Vẽ xong hãy kiểm tra xem thử mình thực hiện đúng chưa nhé. Sau đó tiếp tục thực hiện bài B. B. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
để làm bài, hãy nhớ vào nút học sinh làm bài. Vậy hình chữ nhật ABCD được tính chu vi như thế nào? À, các bạn sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng tất cả nhân cho 2 là chúng ta sẽ tìm ra được chu vi của hình này. Hãy nhấn chuột vào đây, thực hiện giải bài toán như cô vừa hướng dẫn và viết đáp số vào ô này, sau đó kiểm tra xem thử mình làm bài đúng chưa. Rồi tiếp tục làm bài 2. Phần A. 2A. Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Sau đó, nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D. Để làm bài, hãy nhấn vào đây. Thực hiện vẽ theo như yêu cầu của bài toán, các bạn sẽ vẽ hình chữ nhật ABCD chiều dài 4cm. Cô sẽ vẽ chiều dài trước. 1, 2, 3, 4. Sau đó, cô vẽ tiếp chiều rộng là 3cm. Các bạn sẽ di chuột để vẽ được hình này. Vẽ thêm một chiều cạnh chiều dài và một cạnh chiều rộng nữa là các bạn đã vẽ được hình chữ nhật ABCD. Sau đó các bạn sẽ nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D lại với nhau để thực hiện được yêu cầu bài toán. Rồi tiếp tục làm C nhận xét. Vậy độ dài AC và độ dài BD như thế nào với nhau? À, AC và BD là hai đường chéo hình chữ nhật. Cô tin chắc là các bạn sẽ rất nhớ về kiến thức các bạn đã được học rồi. Hai đường chéo hình chữ nhật là bằng nhau đúng không? Vậy các bạn hãy nhớ vào nút học sinh làm bài để thực hiện được bài tập này rồi tiếp tục thực hiện bài 3. 3. Vẽ các hình chữ nhật tạo thành chữ học tốt theo mẫu rồi tô màu chữ đó. Hãy nhớ vào nút học sinh làm bài. Sau đó, quan sát chữ học tốt ở hình mẫu. Các em hãy vẽ chữ học tốt ở phần dưới đây. Sau đó, tô màu để hoàn thành được bài tập này. Làm bài xong, nhớ kiểm tra xem thử mình đã làm bài đúng chưa. Cô tin chắc là các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Vậy là hôm nay các em lại được học thêm những bài học bổ ích để học tập tốt hơn. Các em hãy luyện tập thực hành nhiều hơn trên phần mềm iCbook nhé. Chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học lần sau.